Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, Mining Simulator phần thứ 2 và cách mình rebirth. Đây là cách của mình và mình nghĩ là cái cách của mình nó sẽ không khác nhiều so với lại phần đông những người chơi từ game mining. Có thể coi đây là một cái bố cục để các bạn làm theo, nó sẽ khiến chúng ta rebirth một cách nhanh nhất. Hiện tại thì sau khoảng tầm vài ngày chơi, vài ngày tiếp cận á, top rebirth từ game này là 493, thì top 100 của nó là 169. Và trong video này có thể mình sẽ lên rebirth 35, 36, 37 luôn nếu mình có thời gian. Cái điều tiếp theo là trong từ game này mình đã bắt đầu pay to win bằng cách là mua game pass. Đây mình cho bạn coi sâu qua nha. Game pass mình đã mua cái gì? Mình mua VIP. Tại vì sao mình mua VIP? VIP này nó cho mình hai cái chức năng khá là tuyệt vời. Đó là thêm 50% coin, 50% tiền cộng tất cả số tiền bạn có được trong từ game, sau đó thêm 50% nữa. Cái tính năng thứ hai nó cho chúng ta 50% kinh nghiệm cho những con pet của mình. Nếu bạn xài những con pet thông thường thì nó sẽ không quan trọng. Nhưng nếu bạn có những con pet legendary thì cái kinh nghiệm của nó so với cái kinh nghiệm của những con pet bình thường nó chênh nhau rất là nhiều nha. Rồi đó là lý do mình mua game pass VIP, game pass Stronger Pickaxe cho các bạn gấp đôi đam với cái sát thương vũ khí của mình. Đương nhiên phải cần đúng không? Và đây, một game pass bá đạo nữa, More Pet cho các bạn thêm 4 con pet, giá trị nó là 999 Robux. Một người chơi free to play từ game này chỉ có 3 con thôi. Mà game pass này nó cho các bạn thêm 4 con, tức là hơn gấp đôi. Và đây là pet của mình ha. Chúng ta một con High Crown Legendary 774 460 101. Đây là Shiny nha các bạn. Một con Mimic Legendary cũng là Shiny luôn, cấp 18, 526, 305, 90. Bên cạnh đó mình có thêm 4 con Crimson Eye nè, cũng là Shiny, cấp độ maximum 20. Chúng ta có là 375, 225 và nhân 65 tốc độ đào. Phần còn lại của mình là rất nhiều con pet im, những con pet này là cũng hóa Shiny rồi. Đi nhanh về những game pass tiếp theo, chúng ta có Teleporter, một game pass Teleport. Mình sẽ nói về công năng của cái này sau. Lucky Pass cho các bạn gấp đôi may mắn, Triple Heart mở lần 3 trứng cho nó nhanh và nhân 2 gem. Nhiều bạn mới hỏi mình cách kiếm gem cho nó nhanh đúng không? Thì đa số là mỗi khi các bạn rebirth, đây nè, mỗi khi các bạn rebirth nó cho các bạn 100 gem. Thì các bạn mua game pass nhân 2 gem đó, một lần rebirth các bạn có 200 gem. Tại vì cái gem này nó cho chúng ta mua những vật phẩm trong cái shop rebirth. Số gem bây giờ mình có là 2820. Khi nào mình đủ 10.000 gem, mình sẽ mua cái vũ khí cuối cùng, Lightning Hammer. Và mình không biết là trong tuần này từ game cập nhật nó cho chúng ta vũ khí xịn sò hơn hay không. Nhưng mà nói chung mình sẽ làm một cái video cày cuốc dành dụm đủ số gem để mua được cái vũ khí rebirth, cái tool rebirth nè, cũng như là backpack rebirth xịn sò nhất trong game. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nói về cách mình rebirth. Để tới ngày hôm nay, thời điểm mình video game, mình đang rebirth 34. Điều đầu tiên bạn cần quan tâm cho mình đó chính là cái vũ khí và cái ba lô. Mình không cần biết bạn vũ khí gì, không cần biết bạn ba lô gì, nhưng mà trong cái phần My Gear có một cái chức năng Enchain. Trong quá trình các bạn chơi game, trong quá trình các bạn rebirth, hãy nâng cấp mask Enchain giúp mình. Như bạn thấy trên màn hình đây, mình có Wooden Pickaxe, có 3 chỉ số nâng cấp Speed, Strength, or Duplicator. Thì hãy cố gắng nâng cấp lên maximum. Tại vì sao? Với cái Speed 4, nó sẽ tăng cho bạn tốc độ đào thêm 50%. Với cái Strength 4, nó cho các bạn cái Power thêm 50%. Mặc dù đây chỉ là vũ khí cơ bản thôi, nhưng cũng hãy cố gắng nâng cấp lên maximum nha. Thì sau này cũng vậy, khi bạn mua được những cái tool trong Rebirth Shop cũng phải cố gắng nâng cấp lên maximum. Nhiều bạn mới chơi thì không quan tâm vấn đề này, khiến cho các bạn kiếm tiền rất lâu. Chức năng cuối cùng, Ore Duplicator, nó cho các bạn nhân bản thêm nhiều cái ore. Hiện tại nếu bạn đang có một cái vũ khí Ore Duplicator 4 thì nó cho chúng ta gấp 5 lần. Khi mà các bạn đi đào ấy, ví dụ mình đang đào một cái fossil, thì sau khi mình đào xong nó sẽ tính cho mình là một cái quặng fossil. Ore Duplicator càng nhiều, không cần biết là nó mạnh hay nó yếu, miễn là chức năng Ore Duplicator là 4, nghĩa là vũ khí này khi bạn đào xong cục quặng đó, nó cho chúng ta gấp 5 lần quặng. Đào một cục được 5 cục. Những cái này nó tốn mình tiền nè, tốn tiền, tốn gem và tốn những cục quặng hiếm. Những cục quặng hiếm thì bạn đi xuống những tầng sau nó sẽ có dễ hơn. Thì đó vấn đề đầu tiên, đừng bỏ qua cái phần Enchain của vũ khí cũng như của ba lô. Vấn đề thứ hai đó chính là chúng ta cần phải có một cái địa đạo. Như bạn thấy mình đang đào đây, tốt nhất là đi thẳng một đường từ trên xuống. Do là mỗi lần các bạn rebirth, nó sẽ cho bạn reset lại tất cả mọi thứ, quay trở về khu vực đầu tiên. Và trong thời gian cái mine của mình chưa có sập, nếu cái đường địa đạo đó bạn vẫn còn, thì bạn chỉ cần tốn khoảng đâu đó 10-15 giây nhảy xuống cái hố đó, thì nó sẽ đưa các bạn tới cái hòn đảo cuối cùng. Đi được xuống hòn đảo cuối cùng càng nhanh càng tốt, thì cái quá trình các bạn rebirth nó sẽ đỡ mất thời gian hơn. Do vậy nếu bạn chơi server VIP thì rất là tiện, còn nếu bạn chơi server thường thì cũng nên áp dụng như vậy. Đừng có đào lung tung mà, hiểu không? Bên dưới The Underworld thì sẽ có những cái quặng với số tiền khá là nhiều. Các bạn thấy là mình đang đào xuống tầng đất cuối cùng với cái vũ khí cơ bản đầu tiên. Và mình có thể dùng cái vũ khí đầu tiên này để rebirth liên tục, không cần phải vô mua vũ khí từ những cái shop. À thì do một phần đó là mình đã có cái ba lô 900.000 rồi. Chứ nếu bạn là người chơi free to play
ngoại trừ cái vũ khí và cái ba lô các bạn mua bằng cái shop, mua trong cái shop Rebirth, thì có vẻ các bạn sẽ mất thời gian hơn trong cái việc mà chúng ta đi đổi ba lô. Các bạn theo dõi cái này nha, Danger Meter, đây chính là cái shop lock còn lại trước khi cái quặng bị sập. Hãy lưu ý điều này, khi bạn Rebirth thì sẽ không mất enchant của vũ khí của ba lô đó, nhưng mà chúng nó là riêng biệt, hoàn toàn không giống nhau. Mình sẽ vô cái shop và đổi qua cái tool, cây kéo, Golden Seesaw, tiền là 3,15 tỷ ha. Thì như bạn thấy là cái Golden Seesaw của mình chỉ mới cộng 9 thôi. Cái Speed mình còn một cái nâng cấp, tốn 385 gem và 14 quặng Upnup Tadium. Duplicator của mình chỉ mới là cộng 2. Hai cái hoàn toàn riêng biệt nha, ba lô cũng như vậy. Còn cái nút hiện tại trong game thì chưa có nâng cấp. Đây, nút chưa có. Và cái điều lưu ý cuối cùng, nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc các bạn nâng cấp. Đó là chúng ta nên lock những cái quặng mình cần. Đa số mình cần cái quặng Uptotanium, quặng Rummit, rồi file sát thì dùng để nâng cấp trong default. Vậy nên khi in trên các bạn cần cái món gì thì hãy vô cái phần My On này, lock nó lại. Khi không cần nữa thì anh đóng nó ra, tại vì nó bán rất nhiều tiền. Mình luôn lock cái file sát này lại, để trước khi mình bắt đầu rebirth, mình sẽ vô cái default, deposit, sức chứa tối đa 5.000 nè. Để sau này mình nâng cấp cho nó dễ, không cần phải đi đào tiếp. Rồi lúc đó mình mới tiến hành rebirth. Thì đó là những cái chia sẻ của mình về cách mình rebirth, mà mình nghĩ các bạn cũng như vậy thôi. Và nếu... ở đây có một cái hang nè các bạn. Amazing. Đấy, thì khi mà các bạn khám phá được những cái hang như vậy, chúng ta sẽ rebirth càng nhanh hơn nữa, do có rất nhiều quặng và những cái quặng này sẽ rất nhiều tiền. Đi kiếm hang cũng là một cái thú vui trong cái tựa game Mining phần 2 nha. Để mà đào được cái quặng Rummit thì thường cái deep này á, từ 1750 trở lên là đã có thể xuất hiện những quặng Rummit rồi. Mình không biết là sau cái quặng Rummit còn cái quặng nào mắc tiền hơn hay không. Nhưng nếu bạn đang muốn tìm cái quặng Rummit để in gen, để bán kiếm tiền, thì xuống độ sâu khoảng tầm 1750. Rebirth là 35, mình sẽ tốn là 17,5 tỷ tiền. Ok, cái này thì cũng nhanh thôi. Theo đánh giá chung của mình á, là cái phần 2 này cách chơi nó thú vị hơn. Và cái việc chúng ta rebirth thì nó cũng sẽ không nhanh và không tốc độ như cái phần 1. Ở đây, mỗi quặng Rummit đó các bạn, 17,1 triệu tiền. Ghê chưa? Nếu bạn theo dõi mình từ cái phần 1 á, mình có những cái video rebirth trong 5 giây, rebirth trong 3 giây này kia. Thì với cái phần 2 này không làm được như vậy. Cho nên mình nghĩ là với một lần rebirth các bạn tốn dưới 5 phút là nhanh rồi. Chứ cái việc 5 giây, 3 giây như hồi xưa chắc không còn đâu. Quặng đâu mà không thấy toàn đào những cái block không? Đây thì với Rebirth 34 ha, các bạn thấy là với một cái quặng Molten Stone, một cái cục đá Molten Stone, mình có 171 tiền. Mỗi quặng Rummit là 17 triệu tiền. Đó là cái coin multiplier khi bạn ở mức Rebirth 34. Ok, 19,3 tỷ nè. Mình sẽ nâng cấp cái Golden Seesaw này, 875 gem, khá là nhiều. Và 7 cái quặng Utopitanium in gen. Để nâng cấp lần tiếp theo, mình sẽ tốn là 2.100 gem, cũng như là 14 cái quặng Rummit. Vô cái default này, deposit, rồi bán một cái đi. Có dư không? 556 triệu tiền. Và chúng ta rebirth. Ok, cộng 200 gem cho mình đã mua game pass rồi. Thì đó là video này, cách mình rebirth trong Mining Simulator. Tới ngày hôm nay mình đã rebirth được 35 lần. Hãy đón chờ video tiếp theo. Mình sẽ mua vũ khí xịn sò nhất trong game, cũng như nâng cấp vũ khí này lên maximum nha. Cảm ơn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.